mang đam mê trong arang lại hành đi bộ đi bộ bằng ông lao đi bộ mang đang đi tô đốt nhìn mình đang đi tô nhìn mình cả bằng chắc bằng chân bằng tàu bằng mình tung tác tung qua thì mình tâm tư thức giả bằng bằng. Nhắc đến vương quốc Chăm Ba cổ, nhiều người chỉ liên tưởng đến hệ thống đền đài, tháp Chăm còn tồn tại dọc theo dải đất miền Trung với nghệ thuật tạo hình hết sức độc đáo cùng với các lễ hội phong phú của người Chăm. Thế nhưng ít ai ngờ rằng trải qua bao đổi thay thời cuộc, những di vật quý giá của hoàng tộc Chăm có niên đại từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 17 vẫn được hậu duệ truyền thừa của các vương triều Chăm gìn giữ hết sức cẩn trọng, trở thành di sản của nền văn minh, văn hóa Chăm. Trong lịch sử, Vương quốc Chăm Ba từng được biết đến như một quốc gia độc lập, tồn tại liên tục qua các thời kỳ, từ năm 192 đến năm 1832, với các tên gọi Lâm Ấp, Hoàng Vương, Chim Thành và cuối cùng là Panduranga Chăm Ba, trên phần đất ngày nay thuộc miền Trung Việt Nam. Đền thờ vua Chăm Ba Poklongmanai là một trong những vị vua cuối cùng của Vương quốc Chăm Ba, được xây dựng vào cuối thế kỷ 18 trên quê hương ông ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Nơi đây hiện vẫn là nơi thực hiện các nghi lễ tâm linh của người Chăm. Đền Poklongmanai được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993. Được cộng đồng người Chăm nơi đây và hậu duệ của hoàng tộc chung tay gìn giữ. Tôi bảo vệ đây được hai mươi mấy năm rồi, nhưng mà cái ngày mà cái ngày lễ hội hạt phất ra tay của người Chăm thường thường á, của vua ông để lại cho các con cháu và các hậu vệ của ngài á, là tôi được biết là còn được một cái vương điệm và những cái trang tóc quần áo của vua và các hoàng tử và các hoàng hậu và thứ phi. Nằm tại thôn Tịnh Mỹ, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, cách thành phố Phan Thiết chừng 60 km về phía Bắc, có một ngôi nhà được gọi là nhà lưu giữ bảo vật Vương quốc Chăm. Trong ngôi nhà hai tầng này, bên dưới là nơi sinh hoạt tiếp khách của gia đình và tầng trên làm nơi lưu giữ bộ sưu tập duy nhất của các vương triều Chăm Ba sau 1640 năm tồn tại. Người Chăm gọi nơi đây là kho mở, còn người Pháp gọi bộ sưu tập này là một trong những kho tàng của các vị vua Chăm. Ngôi nhà này là của bà Nguyễn Thị Thềm, nhiều người gọi bà là bà công chúa. Theo tục lệ của người Chăm Ba theo đạo Bà La Môn, con gái út trong dòng tộc được hưởng thừa kế và chịu trách nhiệm thờ cúng tổ tiên. Do vậy, việc lưu giữ những di sản của tổ tiên để truyền cho đời sau thường do người con gái út trong gia đình đảm nhiệm. Bà Nguyễn Thị Đào được bà Thềm trao quyền gìn giữ bộ di sản. Con gái của bà Đào là Lư Nguyễn Thị Phương Ái, là người tiếp theo trong hoàng tộc Chăm Ba ở địa phương này, được thừa kế bộ di sản sau khi bà Đào mất. Bà nội ruột của tôi á, thì bà Nguyễn Thị Ngói là con gái út, thì tài sản là giao cho con gái út giữ. Rồi bà nội là mất sớm, rồi để lại có hai đứa con, rồi má tôi. Thì lúc đó là bà Nguyễn Thị Thèm không có con, mới là nuôi bà má. Tài sản đó là bà nội giữ, rồi tới bà nội mất á, thì bà nội giao lại cho mẹ, bà Nguyễn Thị Đào gìn giữ. Lúc mà giải phóng vô á, thì bà nội giữ á, thì bà nội cũng cất kỹ lắm, lúc thấy đoàn tới thì đem ra, còn thấy đoàn đi thì bỏ vô trong cái tủ sắt á. Rồi lúc giải phóng thì vô thì sợ mất á, thì bà nội mới là chôn ở dưới đất á, thì sợ giặc á, chôn dưới đất rồi bắt đầu là xây lại,
y như sân vậy. Thì tới chừng là về lại thì mới vui lên lại. Bây giờ cái út mà nó không có gia đình. Bây giờ tôi là trưởng, bây giờ là giữ. Ông bà đó làm đâu? Ông Lư Thái Thủy, chồng bà Đào cho biết, dòng hoàng tộc của vợ ông ít con cái, đến đời ông mới đông con, nhưng con trai nhiều hơn. Do vậy, việc ai được thừa hưởng quyền lưu giữ bộ di sản này đã được cả dòng tộc họp bàn, quyết định theo nguyên tắc của chế độ mẫu hệ xưa nay. Là người Cà Lon, người trưởng Cà Lon ở Phan Sơn, họ mới kêu bà thềm lên nhận. Bà lên chút trên đó nhận. Người thượng họ rất kỹ lắm, chứ không phải như người mình đâu. Họ đem bà lên trận cái đó, rồi bà đưa xuống đây. Đích thân người thượng người Cà Lon đem tước lên đây luôn, đem đồ lên cúng quá rồi là đem lên lầu như vậy đó. Bát Sa La là người ta để dùng nghi lễ cúng lễ hội tràng canh đó. Người ta kết lên, người ta để trong cái khay này ở giữa, chính giữa trong một cái trung tâm vũ trụ, tức là trung tâm cúng. Nhà lưu giữ bảo vật Vương quốc Chăm hiện đang lưu giữ bộ sưu tập duy nhất còn lại của các vương triều Chăm Ba, có niên đại từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 17. Chủ yếu là của những vị vua cuối cùng của Vương quốc Chăm Ba, mà nhiều nhất là của vương triều Bôk Lông Mơ Nai ở nửa đầu thế kỷ thứ 17. Trước đây, hưởng ứng tuần lễ vàng do Bác Hồ phát động và đóng góp tài lực xây dựng đất nước, một số cổ vật có giá trị đã được hiến tặng, trong đó có cả vương miện, được cho là của vua Bôk Lông Khun, vương miện của Hoàng hậu Popi Sơn. Vương miện của vua Bôk Lông Mơ Nai là vương miện duy nhất còn lại của các vị vua Chăm, được làm toàn bằng vàng và chạm trổ rất tinh xảo. Búi chụp tóc của Hoàng hậu Popi Sơn cũng bằng vàng, có hình dạng nhũ, được trang trí công phu với nhiều hoa văn truyền thống của người Chăm xưa. Ở đây thì còn cái gì nữa chị Chăm xem? Đây là cái bộ kiếm trận của Bôk Lông Mơ Nai. Rồi đây là cái gương đựng trang phục của cô Loan Anh Ai. Cái này lư đốt trầm cúng trong hoàng cung á, cái này lư bỏ lửa. Rồi. Đây là hớp là ta tem trầu lộ vô á để ta cúng trong hoàng cung á, cúng trong hoàng cung. Đây là ống nhổ trước khi dùng thầy cúng á, trong hoàng cung á, người ta cúng xong người ta nước á, người ta rửa mặt rồi người ta nhổ trong này cái ống nhổ. Cái này á thì người ta bỏ vô trong này cũng như vậy mà người ta bỏ trong này thôi ta cúng. Cái hộp này cái hộp á dùng để người ta đựng cái này. Đựng cái này vô. Cái khay trầu. Năm 1993, nhà lưu giữ bảo vật Vương quốc Chăm được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận di tích lịch sử nghệ thuật cấp quốc gia. Cả 100 hiện vật ở đây đều thể hiện trình độ nghệ thuật điêu khắc độc đáo, phản ánh phần nào đời sống văn hóa cung đình và không khí lễ hội của người Chăm xưa.
đầu, khăn đội đầu. Nhiều loại tài liệu liên quan đến đất đai và sinh hoạt triều chính cũng còn được lưu giữ, trong đó có các sắc phong của các vua triều Nguyễn ban tặng cho vua Bocolom Menai vẫn còn tươi nguyên nét mực. Các triều đại vua Chăm, các di sản của triều đại vua Chăm ở thế kỷ thứ 16-17 đều nằm tại khu vực của Bình Thuận hết, ở Ninh Thuận thì không còn nữa. Thì lúc đó các di sản ở đây thì quá nhiều đi, nó trên 300 cổ vật. Và thời kỳ Pháp là đã mất đi một phần rồi, và còn lại một số. Thì tôi lớn lên là tôi sẽ chỉ thấy được cái bộ vương miện hôm nay thôi. Nhưng mà khi mà được bà nội kể lại, thì trong cái tuần lễ vàng đó bà khiến cho Việt Minh một bộ vừa búi tóc hoàng hậu, và một cái nữa là bộ vương miện của vua, và còn các nhiều các hiện vật khác nữa cũng quy bằng vàng. Chẳng những hiến tặng về cái cổ vật, bà còn hiến cho nhà nước rất là nhiều hecta ruộng đất, trong đó là trên 200 hecta ruộng đất ở vùng khu vực Bắc Bình này. Và từ những cái công lao đó, cái công trạng đó thì người ta mới phong tặng cho bà, cái tổ chức đó người ta phong tặng là một vị Chăm, phụ nữ Chăm, người ta có tinh thần đó, và bà xuất thân từ trong một cái hoàng tộc hậu duệ của Bocolom Menai, và người ta đương nhiên người ta sẽ phong tặng cho bà bắt đầu là từ công chúa Chăm cuối cùng. Theo hồ sơ gia đình bà Đào, mấy chục năm qua, trải qua bao vô bể của thế cuộc, bộ di sản của hoàng tộc chưa bị mất hay thất lạc bất kỳ một món nào. Thậm chí thời bao cấp, dẫu kinh tế gia đình có lúc rất khó khăn, nhưng chưa bao giờ, chưa bất kỳ ai trong dòng tộc nghĩ đến việc mang bảo vật đi bán. Tâm linh tín ngưỡng của ông bà để lại là, nói chung là tôi ở đây là coi ngó lưu giữ lại để bảo tồn lại những di vật ông bà để lại, và sau này để cho mấy con noi gương để giữ gìn cho nó, cho đời này qua đời khác đó, đừng có để xảy ra những cái việc gì hết. Trung tâm trưng bày văn hóa Chăm Bình Thuận hoạt động ngay trên địa bàn huyện Bắc Bình với tổng diện tích gần 3.500 m². Trung tâm đã sưu tầm trưng bày thêm hàng trăm hiện vật văn hóa Chăm như tượng thần Shiva, vũ nữ Apsara, vua Borome, Poanit, v.v. Những hiện vật có giá trị được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Chăm giúp người xem có một cái nhìn toàn cảnh về di sản văn hóa phi vật thể của người Chăm, biểu hiện trên nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, dân ca, lễ nghi, phong tục, tập quán, hôn nhân, v.v. Bước đầu, trung tâm này cũng đã phục chế thành công và trưng bày một số hiện vật trong bộ di sản của gia đình hoàng tộc Chăm với mục đích giới thiệu đến đông đảo khách tham quan những hiện vật quý hiếm này. Khu này là như thế nào? Dạ, đây là do hoàng tộc của Bocolom Menai ở thế kỷ thứ 17, bao gồm trang phục là áo của vua, hoàng hậu, công chúa và hoàng tử do bà Nguyễn Thị Thềm lưu giữ. Và đây là cũng là bộ trang phục cuối cùng của vương triều Trăm Pa. Dành cho vua đó. Dành cho chỉ ông vua mới được mặc. Đây là hiện vật quan trọng nhất, giá trị nhất, dạ, giá trị nhất trong bộ sưu tập hoàng tộc Chăm. Với cộng đồng người Chăm ở Bắc Bình, bộ di sản hơn 100 hiện vật mà hoàng tộc Chăm còn gìn giữ có ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là những hiện vật gợi nhớ đến quá khứ, mà còn là niềm tự hào về truyền thống nhớ ơn người đi trước của bao thế hệ người Chăm hôm nay. Nói chung là bây giờ những bảo vật quý đó hiện thời còn ở trên đó, còn ở tới nhà bà Thềm đó, thì bà Thềm là chết hết rồi, mới chết hết, bây giờ còn có hoàng tử thôi, có vẻ còn giữ thôi. Mà hễ làm rớt ca tê thì phải đem lên trên Phục Long Nai để đó cúng rồi đem về nhà lại. Không những là bà con dòng tộc của thuộc vương triều đâu, mà hầu hết tất cả đồng bào Chăm, kể cả ở ngoài tỉnh nữa. Thí dụ như người Chăm Phan Rang,
vào cái dịp lễ Tết KT, đặc biệt là lễ Tết KT đó. KT đó thì bà con người ta tới, người ta vừa thăm cái kho mở này, vừa dâng hương, vừa có cái nhận thức là người ta rất tự hào cho cái nền văn hóa này. Từ đó người ta cũng có những cái đóng góp. Không có gì hơn là chúng tôi rất rất mong nhà nước đã quan tâm nhiều hơn nữa, làm sao để bảo vệ cái di sản này cho đến cái gọi là mãi mãi tồn tại, mãi mãi cho đối với dân tộc. Mỗi tuần một lần, chị Lương Nguyễn Phương Ái lại cùng chồng và người thân trong gia đình thăm viếng đền thờ Bụt Long Mà Này. Mình lên nó thì ngày thứ bảy hoặc ngày thứ ba thứ tư đó, ngày tốt đó thì mình lên để mình thắp hương, thì mình mua trái cây rồi lên mình cúng, mình xin bà thì phù hộ cho mình mạnh khỏe, con cháu rồi đi học đi hành rồi mạnh khỏe, thì trong dòng tộc mình đó, thì mình cầu an cầu xin gì đó, rồi mua trái cây cái gì lên thì mình quét, mình lau, mình chùi cho ông bà. Rồi mình là con cháu trong hoàng tộc mình thì đó, ông bà thì thắp hương rồi đó cho ông bà. Niềm tự hào về một nền văn hóa Chăm sâu sắc và nhân văn cứ như dòng nước ngầm tinh khiết, mát trong, cứ lặng lẽ chảy trong cuộc sống hiện đại. Người Chăm hôm nay vẫn không ngừng đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh và không quên lưu giữ, quý trọng những báu vật gắn liền với một giai đoạn lịch sử kiêu hãnh của cha ông. Bây giờ quay rồi, quay show rồi.